dễ làm gái. Nên không phải đẹp là ta đã đạt được mọi cái hạnh phúc đâu, nó còn đòi hỏi nhiều cái khác nữa. Còn nếu kiếp trước ta chỉ cầu đẹp, ta gieo những cái phước gì chỉ cầu đẹp, có khi ta được đẹp đấy, nhưng cái số phận của một cái đẹp đó cực kỳ bất hạnh và gian truân. Nên ta đừng cầu đẹp mà chỉ cầu cái đạo đức cho đúng, cái phước nghiệp cho đúng, thì sau này ta được tất cả, vừa đẹp mà vừa một đời sống đầy đủ, sung túc, cao quý, đầy giá trị, ai gặp mình cũng ngưỡng mộ. Cái đẹp đó mới là cái đẹp thực sự là quý giá. Đẹp mà để làm những cái nghề hạ tiện thì cái đẹp không có giá trị, rất là uổng. Như vậy, đó là cái nhân quả người ta là như vậy. Hôm nay vậy, ta nói đến một cái khía cạnh đạo lý hơi khó hiểu, hơi khó trong đạo Phật. Nên quý Phật tử ráng lắng nghe. Mà nếu ai nghe bài này mà không hiểu ngủ thì cũng very good, không sao hết. Bài này hơi khó. Ta đến với đạo Phật, ta nghe nói câu này là đạo Phật là một đạo giúp cho con người đạt được sự bình an tự tại, phải không ạ? Ta nghe nói đạo Phật giúp cho ta bình an tự tại. Tự tại tức là lòng mình bất động trước những hoàn cảnh của cuộc đời. Đạo Phật là như vậy. Khi các đạo khác á, thì thường không nhấn mạnh đến điều này lắm. Các đạo khác thường hứa hẹn đem đến cho ta hạnh phúc, niềm vui, may mắn, sức khỏe, thành đạt. Nên ta thường hay thích đi tìm cái đền, cái cầu xin, miếu mạo, đình này cái nọ vân. Nhưng mà khi đến chùa thì chùa Phật không dạy.